hôm nay, Phó Chủ tịch Quỹ Ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè chủ trì buổi tiếp và làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, cùng bộ phận Quan hệ Quốc tế, cục Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Kanto và các doanh nghiệp Nhật Bản. Buổi làm việc nhằm giới thiệu các nội dung triển khai dự án xây dựng hệ thống chứng nhận quản lý môi trường trong ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ VCCI Cần Thơ trong việc xây dựng hệ thống chứng nhận quản lý môi trường phiên bản địa phương dựa trên mô hình Eco Action 21 của Nhật Bản. Lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2027, mục tiêu trong năm 2025 sẽ đào tạo thực hiện thử nghiệm đánh giá chứng nhận cho hai doanh nghiệp. Năm 2026 sẽ khởi động hệ thống chứng nhận quản lý môi trường và chứng nhận cho năm doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ hội giao thương với doanh nghiệp Nhật Bản. Từ năm 2027 trở đi, sẽ tổ chức và điều hành hệ thống chứng nhận tự động của VCCI, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản và mục tiêu mở rộng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè đánh giá cao và kỳ vọng dự án sẽ góp phần giảm thiểu tác động môi trường trong ngành công nghiệp thực phẩm cũng như mở rộng cơ hội giao thương giữa Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đề nghị VCCI và các đối tác tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan của thành phố để sớm hoàn thiện kế hoạch, nội dung, lộ trình thực hiện để triển khai dự án hiệu quả.